Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả và chào mừng quý vị trở lại với chương trình Tất Đất Tất Vàng với anh Kevin Huỳnh và anh Bình Trần. Chào hai anh. Chào chị Vân Anh. Chào Kevin. Bình xin kính chào quý vị của đài VNTV. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa anh Bình Trần là chuyên viên cho vay tiền để quý vị mua nhà cũng như là cơ sở thương mại. Và bên cạnh anh là anh Kevin Huỳnh, anh là chuyên viên địa ốc, broker làm việc lâu năm tại San Diego. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì anh Kevin Huỳnh sẽ thưa với quý vị qua một cái đề tài sự khác biệt giữa hai từ là pre-approved với lại pre-qualified. Nó khác nhau như thế nào? Kevin muốn trả lời, để anh Bình trả lời đi. Tại vì anh Bình đã nói lúc nào anh cũng nói gọi anh trước hết trơn. Chắc chắn là trong cái vấn đề mà này là chắc chắn anh nghĩ trước cái vấn đề mà mua, mà làm về cái vấn đề mà đi mua nhà đó, thì em nghĩ cái người loan officer, chọn cái người loan officer lúc nào cũng quan trọng. Cái bước đầu tiên trước khi chọn người agent, như chị có câu hỏi chị vừa hỏi vừa rồi đó, là cái sự khác biệt giữa cái pre-qualify với cái pre-approved. Rất là nhiều người khách gọi vô, thường họ gọi vô nói ô tôi pre-qualify rồi hay là tôi pre-approved, nhưng mà thật sự có rất là nhiều người họ không hiểu cái sự khác biệt. Sự khác biệt rất là lớn. Pre-qualify có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình có thể, thí dụ như chị là khách của em, chị có thể gọi em, chị nói Bình, cái income của chị bao nhiêu tiền đó, chị down bao nhiêu tiền đó, chị pre-qualify được bao nhiêu. Cái pre-qualify đây có nghĩa là sao? Giữa em với chị chỉ là nói chuyện với nhau thôi, không có gửi bất cứ giấy tờ gì hết, gần như là như vậy. Có nghĩa là em chỉ nghe qua cái case của chị thì em nói cho chị biết là chị pre-qualify được bao nhiêu. Nhưng cái đó không có mạnh bằng cái pre-approved. Để Kevin ngắt ngang Bình cái nha. Kevin cũng có cái kinh nghiệm là người mà đi mua nhà đó, đi vô nhà băng á, hỏi là nói nhà băng chưa đưa giấy tờ hết, chỉ là vô hỏi ô mình làm bao nhiêu tiền, người nhà băng nói pre-qualify bao nhiêu tiền. Thì nói là mình đã qualify bao nhiêu tiền, mình đã đi mua nhà. Đó, cái sự việc anh Bình nói rất là đúng. Mình hiểu lầm, người ta làm cho mình hiểu lầm, mình không hiểu là mình đúng chính xác mua bao nhiêu tiền. Tại vì pre-qualify họ chỉ nghe thôi, họ không có thấy. Nhưng mà thật sự khi mà mình gửi cái hồ sơ vô trong nhà băng, trong cho họ review cái hồ sơ của mình, bắt buộc phải có giấy tờ. Đúng. Cho nên chính vì vậy pre-approve đó, pre-approve có nghĩa là sao chị? Là chị phải gửi giấy tờ từ thuế, từ bank statement, từ những cái căn nhà mình own, rồi bảo hiểm nhà, thuế đất, rồi tất cả những cái giấy tờ liên quan tới cái trường hợp của mình, việc làm mình để đó. Công việc làm hoặc là để đời tư của mình không nói đây. Nhiều khi có những người họ có gia đình rồi divorce hay cái gì đó, hoặc là người có quốc tịch không quốc tịch, có rất là nhiều giấy tờ trong đó. Tại sao cái sự chuẩn bị pre-approve nó rất là quan trọng, là khi mà tụi em nói là pre-approve, có nghĩa là tụi em sẽ đưa một cái tờ giấy nữa cho người agent để cho họ biết là người khách mình mượn được tiền hay không. Mà phải đúng Kevin, ngày hôm nay là cái người agent như Kevin mà muốn dắt người khách đi coi nhà phải cần cái pre-approve đúng không? Chắc chắn rồi. Như vậy thì mình không cần cái giai đoạn là pre-qualify phải không anh? Tại vì cái đó nó đâu cần thiết đâu. Mình chỉ cần pre-approve thôi, phải không? Cái pre-qualify đối với em giống như là nổi chơi thôi. Chứ pre-approve mới là thật sự, là tại cái đó là quan trọng. Tại cái pre-qualify, cái người khách họ có nhiều yếu tố họ không có đành. Có nghĩa là họ chỉ có thể nói là, nhất là những người khách chỉ biết cái câu hỏi mà em hỏi thường xuyên nhất là anh chị có nợ nần gì không? Trên credit report nhiều, đa số 8-10 người đều trả lời tôi không có nợ gì hết, tôi chỉ có nợ chiếc xe. Wow, không có nợ gì hết mà nợ chiếc xe là sao? Thì họ không nghĩ là cái nợ, hoặc là cái nhà tôi đã trả hết rồi, có nghĩa không nghĩ là nợ. Nhưng mà nhà mình vẫn phải trả thuế đất bao nhiêu nhà chứ. Cho nên đó là những cái khác. Vâng, rất là hay thưa quý vị, và đó là cái lý do rất là quan trọng khi quý vị có ý định mua một căn nhà, cho dù căn nhà đầu tiên hay là căn nhà thứ hai để đầu tư. Quý vị hãy gọi ngay cho anh Bình Trần để coi là mình có get pre-approved hay không ha quý vị ha. Anh Bình Trần, anh hứa là anh sẽ trả lời tất cả những cái thắc mắc nào mà quý vị cần, cho dù không liên quan đến địa ốc phải không anh? Maybe, có thể. Có thì gọi em, Không có thì gọi cho Kevin. Anh Bình với lại anh Kevin, Vân Anh nghe nhiều người nói lắm. Nói là làm địa ốc rất là nhiều tiền, hoặc là làm về lĩnh vực giống như là loan, giống như anh Bình làm rất là nhiều tiền. Đúng không anh? Vân Anh thấy là có rất là nhiều người mà có thể là cá nhân hai anh luôn. Mình đi học, mình ra trường, mình cứ nghĩ là mình sẽ đi vào một công ty gì đó làm. Nhưng mà rồi nhiều người lại không làm việc trong công ty mà
trở ra làm địa ốc, làm những công việc loan officer. Anh thấy sao anh? Làm nhiều tiền không? Thì nhiều tiền thì tùy theo khả năng mình muốn work hard không. Đó, thì mình làm cái gì cũng vậy, chăm chỉ. Real estate cũng vậy. Mình chăm chỉ, mình quyết tâm, mình sẽ làm được nhiều tiền. Nhưng cái này là mình có flexibility. Nhưng mà lúc mà hồi bé đó, hồi nhỏ rồi anh đi học ra trường, anh có ý định làm người chuyên viên địa ốc không? Realtor không? Hay là tới lúc nào anh mới ý định làm? Thì điều gì để cho anh chuyển đổi mà anh trở thành người realtor vậy? Cái điều đầu tiên á, là em cảm thấy á, cái thời gian nó phải flexible cho em. Em control được cái thời gian của em. Và cho dù hồi đầu em làm á, thì không có đủ nhiều tiền giống như mình tưởng tượng, nhưng mà mình càng ngày mình càng làm, mình thấy cái potential nó cao. Để có cho nhiều khách. Nhiều khách. Rồi mình build cái, làm cái ốc là all about relation. Mình build cái relation với khách mình đó. Đó, quan trọng cái đó. Anh Bình cũng vậy. Vân Anh thấy là cái quan trọng không có phải là mình kiếm tiền thì ai cũng cần, phải không anh? Dạ, nhưng mà rồi. Cứ người này thích rồi giới thiệu người kia, giới thiệu người kia, nó làm cái đó là cái yếu tố làm cho cái sự thành công của cái công việc của anh, phải không anh? Dạ đúng rồi. Tại khi nói chung là nó thẳng là một câu, khi ban đầu mà nói về cái trường hợp em đi cho nó dễ đơn giản là thật sự khi em học, cái background của em là finance. Ok, nhưng mà khi mà thật sự khi mà em học ra trường, vốn em cũng chưa biết lúc đó nghề lending là cái gì. Em sự thật là đó, em mới nghe cái job đầu tiên của em là gì, em ngồi âm gọi em đòi nợ. Thật sự không phải là đòi nợ, là cái nghề mà em muốn làm thật sự. Khi mình học trong trường ra kề background finance, tụi em cũng còn mập mờ lắm chị. Thật sự bản thân em không biết em muốn làm nghề gì. Nhưng mà em bắt đầu làm cái nghề cho vay từ 2001, thì tình cờ thôi em apply 30-40 cái công ty. Chỉ có một công ty duy nhất mướn em làm về collections, đòi nợ mấy cái nợ nhà đó. Thì em làm đó thì tình cờ thì em mới phát hiện ra được một cái department kế bên là chuyên môn về cho vay mượn. Thì em mới hỏi cái người giống như là cái người manager của em lúc đó là thật sự em ra trường bản thân em không biết là em nên làm cái nghề gì sau này. Thì ông ta mới giải cho em là nói là trong cái nghề về trong cái ngành ngân hàng thì có một cái nghề cũng có thể kiếm tiền cũng khá, có nghĩa là bên vấn đề cho vay mượn. Thì em cũng không biết lúc đó là cho vay mượn như thế nào, thì em mới đi hỏi. Thì khi mà em qua đổi cái nghề thì một phần là vì nghe nói cái vấn đề tiền, thật sự lúc ra trường ai cũng muốn đi làm có tiền. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà làm về sau này, thật sự để mà mình giữ được trong cái nghề này lâu dài, tại nói thật một câu, cái nghề làm cho vay của tụi em rất là stress. Tụi em stress rất là nhiều, là tại vì thật sự cái trách nhiệm của tụi em rất là cao chị. Thì cái gì cũng vậy, trách nhiệm nhiều thì mình nên được trả một số tiền nào đó để mà là cái reward, reward để mà cho tụi em cân bằng với cái stress level của tụi em bỏ ra. Nhưng càng làm về sau này á, đối với em nó thành một cái gọi là cái passion, là cái sự yêu thích của mình. Có nghĩa là tại vì mình thấy được những người khách mà mình giúp đỡ họ, mà họ mua được căn nhà, mà có những hồ sơ rất là khó mà tụi em vẫn làm được, là tại sao mình thấy được cái nụ cười trên khuôn mặt của họ, sự hạnh phúc khi mà họ mua được vui cái nhà. Anh, đó anh, là mối khác chị. Anh làm một công việc mà mình đem về lợi tức để nuôi sống mình, mà mình lại giúp vui nữa, mình cảm thấy cái người khách hàng của mình vui, thì đó là một cái phần thưởng rất là tuyệt vời, phải không anh? Dạ, dạ đúng rồi, chính xác chị. Thưa quý vị, lần sau thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lý do tại sao hai anh này gặp nhau và trở thành một sự kết hợp rất là hay, để cùng phục vụ cho quý vị khán thính giả cũng như là bất cứ ai cần mua cho chúng ta một căn nhà, phải không anh? Tại sao hai anh gặp nhau? Và thì lần sau, và cái kết luận cho cái talk show ngày hôm nay đó là quý vị cần tất cả những cái ý kiến hướng dẫn làm sao để mua được căn nhà thì hãy gọi ngay cho anh Bình Trần để get cái pre-approval. Yes. Đúng rồi chị. Rồi sau đó mới gặp Kevin. Để không có mất thời gian cho mọi người là chúng ta đi mua nhà xong rồi về không có kiếm nhà, phải không? Dạ đúng. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.